Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí hỗ trợ các em học môn vật lý lớp 7. Hôm nay thầy sẽ dạy chương 1 quang học. Bài thứ nhất, nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu tại sao ta lại thấy các vật ở quanh ta. Tại sao nhìn lâu vào bóng đèn thấy chói mắt, nhưng nhìn vào tập học ghi bài lâu lại không thấy chói mắt. Hiện tượng như vậy, nhưng bản chất của nó là gì? Bây giờ, chúng ta vào học bài mới. Trước hết, chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm sau. Ở trên màn hình, hình ảnh con mắt của chúng ta đây, tức là chúng ta đã còn nhìn. Ở trong màn đêm, dù chúng ta mở mắt, chúng ta cũng không thấy gì cả. Và ở ban ngày, nếu chúng ta bịt mắt lại, chúng ta cũng không thấy gì cả. Tại sao như vậy? Tại sao đèn pin để ở vị trí này, thì chúng ta không thấy nguồn sáng của đèn pin? Nhưng mà nếu chúng ta để vào vị trí này, thì chúng ta nhìn thấy nguồn sáng. Bởi vì khi đó có ánh sáng truyền vào mắt ta. Thầy có thể thay đổi cái màu sắc, có những tia mắt ta không nhìn thấy. Chẳng hạn như tia UV thì mắt ta không bao giờ nhìn thấy được. Đây là một tia rất độc. Cho nên thường chúng ta đi ra ngoài trời, chúng ta sẽ mang khẩu trang để che chắn bớt cái tia UV này. Đây là tia màu xanh, ánh sáng màu xanh mắt ta vẫn nhận thấy được. Thế có một nguồn sáng khác, nếu thầy để nguồn sáng thứ hai này ở vị trí như thế này thì mắt ta không nhìn thấy đèn pin đang sáng, nhưng nếu chúng ta để vào vị trí này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy ánh sáng của đèn pin. Vì sao như vậy? Là bởi vì tại thời điểm này thì mắt ta nhận được ánh sáng là do ánh sáng truyền vào mắt ta. Như vậy thì rõ ràng rằng ta nhận biết được ánh sáng khi nào? Khi ánh sáng truyền vào mắt ta. Thầy có thể thay đổi màu sắc của ánh sáng như sau. Ánh sáng màu đỏ thì mắt ta cũng nhận được, biết được nguồn sáng đó là màu đỏ. Hoặc ánh sáng màu vàng thì mắt ta cũng nhận biết được ánh sáng có màu vàng. Ánh sáng màu trắng thì mắt ta nhận biết được ánh sáng màu trắng. Như vậy, từ thí nghiệm này thì chúng ta sẽ thấy được là ta nhận biết được ánh sáng khi ánh sáng truyền vào mắt ta. Một lớn nhận biết ánh sáng. Từ thí nghiệm ta kết luận mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Và chúng ta nhớ kết luận này. Bây giờ chúng ta sang nghiên cứu ý thứ hai, tại sao chúng ta nhìn thấy một vật. Vì sao như vậy? Nếu chúng ta để vật đó vào bóng tối, chúng ta không thấy được. Và nếu chúng ta để vật đó trước mặt ta nhưng chúng ta bịt mắt lại, chúng ta cũng không thấy được. Tại sao có hiện tượng đó xảy ra? Bây giờ chúng ta sẽ vào thí nghiệm sau đây. Ở trên màn hình, đây là một cái màn. Màn này là có hình ảnh như sau. Hình ảnh đầu tiên là chúng ta thấy một con hổ. Mắt ta ở vị trí này thì không thấy gì. Khi mắt ta nhìn thấy ánh sáng từ con vật là con hổ này hắt vào mắt ta thì chúng ta sẽ thấy một con hổ ở trong mắt. Như vậy, khi có một ánh sáng từ vật mà hắt vào mắt ta, thì ta sẽ thấy được con hổ. Ta có thể thay hình ảnh, ta có thể thay đổi ảnh một con vật, đó là con lạc đà, ở cái màn hình này,
thì mắt ta sẽ thấy được ánh sáng từ con lạc đà rọi vào mắt, và mắt ta nhận được hình ảnh là con lạc đà. Nhưng nếu chúng ta di chuyển mắt ta đi vị trí khác thì chúng ta không nhìn thấy con lạc đà nữa, chúng ta theo dõi hình ảnh mà mắt ta từ từ không nhận được ánh sáng hắt lại từ con lạc đà, cho nên không thấy con lạc đà. Ta có thể thay hình ảnh khác, đó là mặt trăng. Khi chúng ta nhìn thấy mặt trăng là bởi vì ánh sáng từ mặt trăng hắt vào mắt ta, cho nên ta nhận thấy được đó là mặt trăng. Nhưng nếu chúng ta không nhận được ánh sáng hắt lại từ mặt trăng thì mắt ta không nhìn thấy mặt trăng nữa. Thầy thay một động vật khác, thì nếu mắt ta để một vị trí khác mà không nhận được ánh sáng hắt từ vật này đến mắt thì chúng ta không nhìn thấy vật đó. Hình ảnh ở bên tay phải của thầy là hình ảnh của mắt chúng ta nhìn thấy. Nhưng nếu chúng ta đưa mắt về một cái vị trí để cho nhận được ánh sáng từ vật mà hắt vào mắt ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy con vật này. Tiếp theo là khi chúng ta nhìn lên bầu trời, ánh sáng từ dải ngân hà hắt vào mắt ta, cho nên chúng ta thấy được dải ngân hà. Còn nếu chúng ta nhìn ở một vị trí khác, không nhận được ánh sáng từ dải ngân hà hắt vào mắt ta, thì chúng ta không biết được dải ngân hà. Như vậy, bản chất của chúng ta thấy một vật đó là gì? Ta nhìn thấy được một vật khi có ánh sáng từ vật đó hắt vào mắt ta, tức là ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Các em thấy cái chiếu mũi tên nó nhỏ ở đây. Như vậy, qua thí nghiệm này, chúng ta sẽ có kết luận sau. Từ thí nghiệm ta kết luận, ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Và đây là một kiến thức thứ hai mà chúng ta đã giải thích được tại sao chúng ta nhìn vào một vật, chúng ta biết vật đó là vật gì. Bây giờ sang mục thứ ba, đó là nguồn sáng và vật sáng. Chúng ta lại trở lại thí nghiệm. Ở thí nghiệm ban đầu, mặt trời là nguồn sáng hoặc đèn pin là một nguồn sáng. Nói tóm lại, nguồn sáng là vật từ nó phát ra ánh sáng. Mỗi ngôi sao là một nguồn sáng. Mỗi bóng đèn là một nguồn sáng. Hoặc chúng ta thắp ngọn nến lên cũng là một nguồn sáng. Như vậy, chúng ta sẽ có kết luận sau. Từ thí nghiệm ta kết luận. Ví dụ thứ nhất, khi có dòng điện chạy qua dây tóc thì từ nó phát sáng. Như bóng đèn pin chúng ta vừa nói. Ta nói bóng đèn từ nó phát ra ánh sáng được gọi là nguồn sáng, cũng được gọi là vật sáng. Vật phát ra ánh sáng thì được gọi là nguồn sáng, và nguồn sáng cũng được gọi là vật sáng. Vậy chúng ta kết luận lại, nguồn sáng là vật từ nó phát ra ánh sáng. Như vậy, nguồn sáng cũng được gọi là vật sáng. Thế thì, khi có ánh sáng, chúng ta nhìn thấy các vật, thì các vật đó hắt lại ánh sáng vào mắt ta, cho nên ta thấy nó, thì những vật đó cũng gọi là vật sáng. Thầy quay lại thí nghiệm.
hình ảnh con lạc đà ở trên màn hình này mà mắt ta nhìn thấy, nó không phát ra nguồn sáng nhưng nó nhận được ánh sáng của mặt trời và nó hắt vào mắt ta, cho nên chúng ta thấy được hình ảnh của con lạc đà. Thế thì khi đó hình ảnh của con lạc đà mà chúng ta nhìn thấy gọi là vật sáng. Còn trong bóng đêm thì chúng ta đâu có thấy con lạc đà, bởi vì không có ánh sáng hắt từ con lạc đà đến mắt ta, cho nên chúng ta không nhận thấy đó là con lạc đà. Chúng ta thay một vật khác, đó là vào ban ngày. Hình ảnh một cây xanh, chúng ta nhận biết được hình ảnh của cây xanh là bởi vì ánh sáng từ cây xanh nhận được của mặt trời, nó hắt vào mắt ta và chúng ta thấy được đó là cây xanh. Nếu chúng ta di chuyển từ từ thì chúng ta có thể thấy rằng là một lúc nào đó ánh sáng từ cây xanh không hắt vào mắt ta nữa thì chúng ta không thấy cây xanh nữa. Như vậy cây xanh này người ta có gọi là vật sáng. Như vậy thầy đi vào ví dụ thứ hai. Khi có ánh sáng chiếu vào vật, ánh sáng từ vật hắt vào mắt ta nên ta thấy được vật đó. Vật đó gọi là vật sáng. Vậy chúng ta nhớ một điều, vật sáng thì gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Có nghĩa là ánh sáng đó sẽ chiếu vào mắt ta thì ta sẽ thấy vật đó, thì vật đó gọi là vật sáng. Như vậy thì chúng ta lưu ý rằng vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Như vậy thì chúng ta đã biết được thế nào là nhận biết được ánh sáng. Thứ hai là nhìn thấy một vật khi nào, nguồn sáng và vật sáng là gì. Bây giờ chúng ta qua mục tiếp theo. Ở trong tự nhiên thì chúng ta thấy có rất nhiều màu sắc của ánh sáng. Có nhiều loại ánh sáng, đó là có màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, vân vân. Sau đây là một số màu sắc các em cần phân biệt. Ở trên màn hình, màu đầu tiên là màu đỏ, màu thứ hai là màu da cam, màu thứ ba là màu vàng, màu thứ tư là màu lục, màu thứ năm là màu lam, màu thứ sáu là màu chàm, màu thứ bảy này là màu tím. Và các màu này có thể giao nhau để chúng ta được những cái màu kế tiếp. Như trên màn hình các em thấy. Thế thì trong tự nhiên những màu này nó hòa quyện vào nhau, cho nên thiên nhiên nó mô tả một hình ảnh rất là đẹp mà người ta thường nói là vẻ đẹp của thiên nhiên. Và dĩ nhiên còn rất nhiều màu nữa. Đây là những màu đơn sắc mà thầy giới thiệu với các em. Các em lưu ý rằng vật đen, tức là vật có màu đen, không từ nó phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Thì tại sao chúng ta thấy vật đen? Là bởi vì nó đứng bên cạnh những vật khác không đen, cho nên chúng ta thấy cái vật đen đó. Như vậy qua bài học này, thầy đã giới thiệu với các em các thí nghiệm để chúng ta hiểu được thế nào là nhận biết được ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng. Các em về học các khái niệm để chúng ta nắm vững bài hơn, để chúng ta giải thích các hiện tượng ở trong thiên nhiên. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy, YouTube Lê Minh Đức GFP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.